Xin chào các bạn, hôm nay blog tin học.vn sẽ giới thiệu với các bạn cách download video từ YouTube không cần sử dụng bất cứ một phần mềm nào hỗ trợ hết. Đầu tiên các bạn truy cập vào video muốn download về. Sau đó các bạn bỏ hết các phần đằng trước chữ youtube.com và thay vào đó bằng những hai chữ S. Sau đó các bạn ấn Enter. Lúc này trang web sẽ tự động chuyển tới một trang web khác có nhiệm vụ là hiển thị các link download video đó, video trên YouTube về cho các bạn. Ở phần phía dưới download link sẽ có các file các bạn có thể download về. Ở đây định dạng những cái định dạng WebM, MP4 và FLV là những định dạng có thể xem tốt trên máy tính. Trong đó cái độ pixel càng cao thì chất lượng video càng tốt. Các bạn có thể chọn 720 pixel hoặc 360. Đó là những chất lượng video có thể xem tốt trên màn hình máy tính bình thường. Còn đối với các bạn sử dụng điện thoại di động, các bạn có thể download video định dạng 3GP. Đây là định dạng dành riêng cho những máy sử dụng điện thoại. Máy tính cũng có thể xem được nhưng mà khá là mờ. Ở đây có thể các bạn có thể tải audio. Tuy nhiên tải audio thì nó sẽ không có đuôi, các bạn phải đổi tên. Ở đây mình sẽ download thử video MP4 360 pixel. Các bạn chỉ cần nhấp vào. Sau đó trình duyệt sẽ tự động download xuống, giống như kiểu mà các bạn download một file tập tin bình thường. Mình đã download xong, bây giờ mình có thể mở. Đây, như vậy là mình đã download thành công cái video hướng dẫn tăng tốc độ máy tính này, một video trên YouTube. Chúc các bạn thành công.